Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 7, phẩm Khuyến Pháp của Bồ Tát Phổ Hiền, thứ 28. Phổ Hiền tiếng Phạn là Tam Mạng Đa Bạc Đà La. Tam Mạng dịch là Phổ, Bạc Đà La dịch là Hiền. Do đó, thể tính khắp cùng là Phổ, tùy duyên thành đức là Hiền. Lại dịch là biến cát, biến khắp tức là Phổ, cát tức là Hiền. Tuy danh từ khác nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền chỉ khác Phật chút chút, giống như trăng ngày 14 so với trăng rằm, chỉ sai một chút về tròn sáng. Bồ Tát Phổ Hiền là một trong bốn đại Bồ Tát, địa vị rất cao. Ngài ủng hộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Pháp ở trong hội Hoa Nghiêm, thì Ngài là thuyết Pháp chủ. Có phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, phát 10 đại nguyện dương, đó là pháp môn Bồ Tát phải tu. Trong hội Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền hướng về đại chúng Pháp hội nói sau cùng: khuyên đại chúng phát Bồ Đề Tâm, thọ trì Kinh Pháp Hoa, đọc tụng Kinh Pháp Hoa, giải nói Kinh Pháp Hoa, biên chép Kinh Pháp Hoa. Tóm lại, khiến cho đại chúng cúng dường, lễ bái, khen ngợi, ấn tụng, truyền bá Kinh Pháp Hoa, thì chắc chắn có công đức không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền tu hành tinh tấn nhất, chẳng những nguyện lớn mà hạnh cũng lớn, đem thân phận và địa vị của Ngài khuyên đại chúng phát tâm ủng hộ Kinh Pháp Hoa, thì đại chúng chắc chắn sẽ tin lời của Ngài nói mà y pháp tu hành. Phẩm này là phẩm cuối cùng của Kinh Pháp Hoa, cho nên là phẩm khuyến pháp của Bồ Tát Phổ Hiền thứ 28. Đã giảng Kinh Pháp Hoa hết 14 tháng, hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 1971, giảng đến phẩm 28 gần hết. Tiếp theo là giảng Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, do đó có câu chẳng đọc Kinh Hoa Nghiêm, chẳng biết Phật giàu sang thật. Sự giàu sang của Phật nằm hết ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh đó đạo lý vô cùng vô tận, hy vọng mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội nghe Kinh Hoa Nghiêm. Kinh văn: bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại, quy đức danh văn, cùng với các đại Bồ Tát, vô lượng vô biên không thể tính đếm. Từ phương đông đến, các cõi nước đi qua thảy đều chấn động. Giảng giải: khi nói phẩm khuyến pháp của Bồ Tát Phổ Hiền, thì Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại, có quy đức, có danh văn. Ngài và các đại Bồ Tát số nhiều vô lượng vô biên, từ phương Đông đến Pháp hội Linh Sơn, thế giới Ta Bà, Nam Diêm Phù Đề, Bồ Tát Phổ Hiền nương chân lý mà ở, nên chẳng có một cõi nước cố định. Tất cả các cõi nước mà Ngài đi qua, thảy đều phát sinh chấn động, biểu thị sáu căn của tất cả chúng sinh đều thanh tịnh. Kinh văn: mưa xuống các hoa sen báo, vang lên vô lượng trăm ngàn vạn ức các thứ âm nhạc. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền và vô lượng các đại Bồ Tát đi ngang qua các cõi nước, chẳng những có sáu thứ chấn động, mà hư không còn mưa xuống các hoa sen báo. Ở trong hư không còn vang lên vô lượng trăm ngàn vạn ức các thứ âm nhạc, rất là êm tai, khiến cho người nghe hoặc thấy được đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh văn: cùng giúp vô số các hàng trời, rồng, dạ xoa, càn thắt bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người và chẳng phải người, hết thảy đều dây quanh, ai nấy đều hiện sức thần thông quay đức, đến núi Kỳ Xà Quật ở thế giới Ta Bà. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền cùng với các chúng trời, rồng, dạ xoa, càn thắt bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, hết thảy đại chúng dây quanh, ai nấy đều hiện ra thần thông quay đức, đến núi Kỳ Xà Quật ở thế giới Ta Bà. Kinh văn: đến rồi đại chúng đều đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiễu bên phải bảy vòng, bèn bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn,
con ở cõi nước của Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Dương, xa nghe thế giới Ta Bà này nói kinh Pháp Hoa, nên con và vô lượng trăm ngàn vạn ức các chúng Bồ Tát cùng nhau đến nghe. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền đến Pháp hội Linh Sơn, cùng với đại chúng năm thể sát đất, đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nhiễu bên phải Đức Phật bảy vòng, biểu thị bảy bồ đề phần. Sau đó bạch với Phật rằng: Đức Thế Tôn, con ở trong cõi nước của Đức Phật Bảo Oai Thượng Dương, xa nghe ở thế giới Ta Bà nói kinh Pháp Hoa, chúng con vô lượng các đại chúng Bồ Tát cùng nhau đến Pháp hội Linh Sơn để nghe kinh Pháp Hoa. Kinh văn: Xin Đức Thế Tôn hãy vì đại chúng mà nói, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ, làm sao có thể được kinh Pháp Hoa này? Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền và vô lượng các Bồ Tát nói, xin Đức Thế Tôn từ bi, hãy vì chúng con đại chúng mà nói. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ, thì họ làm thế nào có thể được kinh Pháp Hoa này? Làm sao được thọ trì kinh Pháp Hoa này? Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền, nếu người thiện nam, người thiện nữ thành tựu bốn pháp này, thì sau khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Phổ Hiền: Phổ Hiền, nếu có người nam làm thiện, người nữ làm thiện, họ thành tựu bốn pháp này, thì sau khi Như Lai diệt độ, tự nhiên họ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Kinh văn: Một là được chư Phật hộ niệm, hai là đã gieo trồng các gốc công đức, ba là vào chánh định tụ, bốn là phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người thiện nam, người thiện nữ thành tựu bốn pháp như thế, thì sau khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa. Giảng giải: Bốn pháp này tức là: Một, được chư Phật hộ niệm. Làm thế nào mới được chư Phật hộ niệm? Tức là phải thọ trì kinh Pháp Hoa và tu trì các thứ pháp lành, đây là thường. Hai, trồng các gốc công đức, tức là gieo trồng các căn lành, tu các pháp lành, đây là lạc. Ba, vào chánh định tụ, tức là vào sâu trong chánh định tụ, đây là thật ngã. Bốn, phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh, đây là tịnh. Nếu như người nam tu thiện, người nữ tu thiện, thành tựu được bốn pháp này, thì sau khi Như Lai diệt độ, chắc chắn sẽ được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bốn pháp này có thể nói là bốn an lạc hạnh, được chư Phật hộ niệm là thân an lạc hạnh, trong các gốc công đức là khẩu an lạc hạnh, vào chánh định tụ là ý an lạc hạnh, phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh là nguyện an lạc hạnh. Lại có thể nói là được chư Phật hộ niệm và vào chánh định tụ, hai pháp này là mặc y Như Lai, trong các gốc công đức là ngồi tòa Như Lai, phát tâm cứu hộ tất cả chúng sinh là vào nhà Như Lai. Bốn pháp này là khai thị ngộ nhập vào tri kiến của Phật, được chư Phật hộ niệm là khai mở sự thấy của Phật, gieo trồng các gốc công đức là mở bày tri kiến của Phật, vào chánh định tụ làm vào tri kiến của Phật, phát tâm cứu hộ tất cả chúng sinh là ngộ tri kiến của Phật. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vào đời ác trược 500 năm sau, như có người thọ trì kinh điển này, thì con sẽ bảo hộ người đó, trừ diệt mọi tai nạn, khiến cho họ được an ổn, làm cho thiên ma ngoại đạo chẳng được tiện lợi, xâm phạm người đó. Giảng giải: Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nói với Đức Phật Thích Ca rằng: Đức Thế Tôn, vào đời ác năm trượt 500 năm sau, như có ai thọ trì, đọc tụng giải nói, biên chép, cúng dường, lễ bái, ủng hộ, ấn tống kinh, truyền bá kinh Pháp Hoa, thì con, Bồ Tát Phổ Hiền, phát nguyện bảo hộ người đó, diệt trừ tất cả tai nạn,
chẳng cát tường của người đó, khiến cho họ được an ổn, làm cho thiên ma ngoại đạo, quỷ thần chẳng tìm được cơ hội, chẳng tiện lợi xâm phạm người thọ trì kinh Pháp Hoa. Sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu tiên là thời kỳ giải thoát kiên cố, ai ai biết tu hành thì đều được giải thoát. 500 năm kế tiếp là thời kỳ thiền định kiên cố, ai ai cũng tu tập thiền định. 500 năm thứ ba là thời kỳ chùa tháp kiên cố, ai ai cũng xây chùa tạo tháp làm công đức. 500 năm thứ tư là thời kỳ đam văn kiên cố, ai ai cũng nghiên cứu kinh nghĩa, nhưng chẳng chú trọng tu hành. 500 năm thứ năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố, người vào thời đại mạt pháp chỉ biết đấu tranh, chẳng biết tu hành. Tức là chỉ người vào thời kỳ hiện tại này, bạn tranh tôi giành, tại sao, làm gì danh gì lợi. Kinh văn: nếu ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc có người bị ma mê hoặc, hoặc giả xoa, hoặc la sát, cưu bằng trà, tỳ xá xà, cát giá, phú đơn na, dĩ đà la, hết thảy muốn não hại người, thì chẳng được tiện lợi. Giảng giải: hoặc là ma vương, con trai của ma, con gái của ma, dân ma, người bị ma mê hoặc, mất đi tri giác, tinh thần hoảng hốt, ý chí chẳng tỉnh táo, miệng nói lảm nhảm, nói những việc quái dị, hoặc giả xoa, la sát, cư bằng trà, tức quỷ cái giò, tỳ xá xà, quỷ ăn tinh, cát giá, quỷ ăn tử thi, phú đơn na, quỷ hôi thối, vĩ đà la, quỷ yểm đảo. Những loài quỷ này dùng chú để chi phối người, khiến cho người đi xâm quỷ người khác, còn sẽ khiến cho những thiên ma ác quỷ đó chẳng được cơ hội não hại người thọ trì kinh Pháp Hoa. Kinh văn: người đó nếu đi hoặc đứng đọc tụng kinh này, thì lúc đó con sẽ cởi voi chúa trắng sáu ngà, cùng với chúng đại Bồ Tát, cùng đi đến chỗ người đó mà tự hiện thân, cúng dường bảo hộ, an ủi tâm của người đó, và cũng vì cúng dường kinh Pháp Hoa. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, nếu người đó đi hoặc đứng mà tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó con sẽ cởi voi chúa trắng sáu ngà. Sáu ngà đại biểu cho sáu độ, cùng với tất cả chúng đại Bồ Tát, cùng nhau đi đến chỗ người đó thọ trì kinh Pháp Hoa, tự hiện thân để cúng dường chư Phật và bảo hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, dùng tâm khen ngợi an ủi họ, chủ yếu cũng là cúng dường kinh Pháp Hoa. Kinh văn: nếu người đó ngồi suy nghĩ về kinh này, thì lúc đó con cũng sẽ cởi voi chúa trắng hiện thân ở trước người đó. Nếu người đó ở nơi kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, một bài kệ, thì con sẽ chỉ dạy họ, hoặc cùng đọc tụng với họ, khiến cho họ thông đạt. Giảng giải: nếu người đó ngồi một lòng suy nghĩ về chỗ chẳng thấy thân thể của con, khiến họ sinh tâm đại hoan hỷ, so với trước càng tinh tấn dụng công tu hành. Vì thấy được thân con nên liền đắc được tam muội chánh định, lại đắc được Đà La Ni tổng trì, tên là Toàn Đà La Ni. Toàn Đà La Ni do một nghĩa mà minh bạch nhiều nghĩa, do nhiều nghĩa mà quy về một nghĩa, do đó một làm vô lượng, vô lượng làm một. Có trăm ngàn vạn ức Đà La Ni đều thông đạt vô ngại, lại có pháp âm phương tiện Đà La Ni. Người thọ trì kinh Pháp Hoa hay đắc được những Đà La Ni như đã nói ở trên. Kinh văn: Đức Thế Tôn, nếu đời sau này vào đời ác trược, 500 năm sau có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, trong 21 ngày, một lòng tinh tấn, mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng sáu ngà, cùng giúp vô lượng chúng Bồ Tát mà tự dây quanh, dùng tất cả thân mà chúng sinh thích thấy để hiện ra ở trước người đó, mà vì họ nói pháp, khai thị giáo hóa,
khiến cho họ được lợi ích, hoan hỷ. Giảng giải, Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng Đức Thế Tôn. Nếu như 500 năm sau, vào đời ác năm trược, có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào, thọ trì Kinh Pháp Hoa, đọc tụng Kinh Pháp Hoa, hoặc biên chép Kinh Pháp Hoa, muốn y theo Pháp trong Kinh Pháp Hoa mà tu tập, nội trong 21 ngày, chuyên tâm dũng mãnh tinh tấn, chẳng giải đãi, tu mãn 21 ngày rồi, thì con sẽ cởi voi chúa trắng 6 ngà, cùng với vô lượng chúng Bồ Tát, từ chê quanh, dùng tất cả thân mà chúng sinh ưa thấy, để hiện ra ở trước người đó, mà vì họ nói Pháp của Kinh Pháp Hoa, khai thị, giáo hóa họ, khiến cho họ được lợi ích, được hoan hỷ. Tại sao phải nói là 21 ngày? Vì thân thể của con người, sau 7 ngày thì có tiểu biến hóa, tiểu quang minh. Sau 14 ngày thì có trung biến hóa, trung quang minh. Sau 21 ngày thì có đại biến hóa, đại quang minh. Nếu trì chánh pháp thì đen tối, vô minh sẽ biến thành quang minh, trí huệ. Do đó, một ngọn đèn trừ diệt được ngàn năm đen tối. Một khi khai mở trí huệ thì tiêu diệt được vạn năm ngu si. Vô minh tiêu diệt rồi thì trí huệ sẽ hiện tiền. Tu đạo tức là diệt vô minh hiển pháp tính. Hôm nay kể chuyện về trì tụng và biên chép Kinh Pháp Hoa. Trước kia, có một vị Pháp sư phát tâm biên chép Kinh Pháp Hoa. Một số người biên chép kinh này thì đa số đều dùng mực để biên chép kinh. Song vị Pháp sư đó dùng máu của chính mình để biên chép kinh. Vì kiên thành đến cực điểm nên có cảm ứng, do đó tinh thành đến mức vàng đá cũng tan. Khi Pháp sư đó biên xong Kinh Pháp Hoa rồi thì đến ao nước rửa bút, cảnh giới bèn hiện ra. Nước trong ao sinh ra hoa sen, cảnh giới này diệu không thể tả. Lại có một vị Pháp sư mỗi ngày đều chí thành tụng Kinh Pháp Hoa, chưa bao giờ gián đoạn. Một ngày nọ, trong chùa có một con bò chỗ làm ruộng đột nhiên chết. Đêm đó, vị Pháp sư mộng thấy con bò nói rằng: "Tôi là mẹ của ông, vì tôi trong đời trước chẳng tin Tam Bảo, chẳng tin nhân quả, cho nên sau khi chết đi, đọa vào đường súc sinh làm bò, cày ruộng cho chùa để chuộc tội. Bây giờ, ông kiền thành đọc tụng Kinh Pháp Hoa, tôi đắc được lợi ích nên thoát khỏi thân bò, được sinh làm người lân cận. Do đó, có thể thấy thọ trì Kinh Pháp Hoa có công đức, không thể nghĩ bàn." Kinh Văn: "Con cũng cho chú Đà La Ni, vì được chú Đà La Ni nên chẳng ai có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ mê hoặc nhiễu loạn, con cũng thường bảo hộ người đó." Giảng giải, Bồ Tát Phổ Hiền lại nói: "Con cũng cho người thọ trì Kinh Pháp Hoa thần chú Đà La Ni này, vì đắc được Đà La Ni nên chẳng bị ai có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ mê hoặc nhiễu loạn. Người thế tục vốn rất thông minh, song gặp người nữ đẹp thì sẽ hồ đồ, bị cảnh giới chuyển. Do đó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tôi, Bồ Tát Phổ Hiền, phát nguyện thường hộ trì vị Pháp sư thọ trì Kinh Pháp Hoa, hiện thân để vì họ nói thần chú Đà La Ni này." Kinh Văn: "Xin Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, bèn ở trước Đức Phật mà nói chú rằng." Giảng giải, Bồ Tát Phổ Hiền nói: "Xin Đức Thế Tôn từ bi cho phép con nói chú này. Đây là biểu thị tôn trọng, được đồng ý của Phật, Phật yên lặng hứa khả. Cung thỉnh Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, bèn ở trước Phật nói ra thần chú dưới đây." Kinh Văn: "A Đàng Địa, Đàng Đà Bà Địa, Đàng Đà Bà Đế, Đàng Đà Cư Xá Lệ, Đàng Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà Lệ, Tu Đà La Bà Đế, Phật Đà Ba Thiên Nỉ, Tát Bà Đà La Ni, A Bà Đa Ni, Tát Bà Bà Sa A Bà Đa Ni,
Tu A Bà Đa Ni, Tăng Già Bà Lý Xoa Ni, Tăng Già Niết Già Đà Ni, A Tăng Kỳ, Tăng Già Bà Già Địa, Đế Lệ A Nọa Tăng Già Suốt Lược, A La Đế Ba La Đế, Tát Bà Tăng Già Địa Tam Ma Địa Già Lan Địa, Tát Bà Đạt Ma Tu Ba Lợi Sát Đế, Tát Bà Tát Đỏa, Lâu Đà Kiều Xá Lược, A Nậu Già Địa, Tân A Tỳ Các Lợi Địa Đế. Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nghe được Đà La Ni này, thì nên biết đó là nhờ sức thần thông của Phổ Hiền. Giảng giải, Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, Đức Thế Tôn, nếu như có Bồ Tát được nghe chú Đà La Ni này, thì nên biết đó là nhờ sức thần thông của Bồ Tát Phổ Hiền mà thành tựu. Thần chú Đà La Ni này có đủ công đức. Kinh Văn, nếu Kinh Pháp Hoa truyền bá ở cõi Diêm Phù Đề, có người thọ trì thì nên nghĩ rằng đều là nhờ sức quay thần của Phổ Hiền. Giảng giải, nếu như bộ Kinh Pháp Hoa này mà lưu truyền ở cõi Diêm Phù Đề, Nam Thiệm Bộ Châu, tại sao gọi là Diêm Phù Đề? Vì ở Nam Thiệm Bộ Châu có rừng Diêm Phù Đề, cây đó kết trái rụng xuống sông, chất nước trái cây nhiễm vào cát thành màu vàng. Ánh sáng màu vàng này rất thù thắng đặc biệt, sáng hơn màu vàng khác gấp trăm lần, cho nên gọi là màu vàng tía, do đó mà gọi là Diêm Phù Đề. Người ở Diêm Phù Đề thọ trì Kinh Pháp Hoa thì nên nghĩ như vậy. Hiện tại tôi đang thọ trì Kinh Pháp Hoa là nhờ sức đại oai đức và đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà thành tựu, bằng không thì tôi chẳng có cơ hội đọc tụng bộ kinh này. Kinh Văn, nếu có người thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ chân chánh, giảng giải nghĩa lý của kinh này và y theo lời nói trong kinh mà tu hành, thì nên biết người đó thực hành hạnh của Phổ Hiền ở chỗ vô lượng vô biên các đức Phật trồng sâu căn lành, được các đức Như Lai lấy tay rờ đầu. Giảng giải, nếu như có người thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh, giải nói nghĩa lý kinh này, tức là khai ngộ nhập tri kiến của Phật. Nếu y theo pháp mà tu hành, thì nên biết người đó tu hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền. Người đó đã ở chỗ mười phương vô lượng chư Phật trồng sâu căn lành, được chư Phật rờ đầu thọ ký. Kinh Văn, nếu chỉ biết biên chép, thì người đó sau khi mạng chung sẽ được sinh về cõi trời Đao Lợi. Lúc đó có bốn dạng tám ngàn thiên nữ tấu lên các thứ âm nhạc đến nghinh tiếp. Người đó bèn đội mũ bảy báo, ở trong các thể nữ vui cười khoái lạc. Giảng giải, nếu như có người chỉ biên chép Kinh Pháp Hoa, thì sau khi người đó chết đi sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Lúc đó có tám dạng bốn nghìn cô thiên nữ tấu lên các thứ âm nhạc đến nghinh tiếp người đó. Đầu người đó được đội lên mũ bằng bảy báo tạo thành, và ở trong các thể nữ hưởng thụ vui chơi khoái lạc. Kinh Văn, hà huống là thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh, giải nghĩa lý kinh điển theo như lời nói trong kinh mà tu hành. Giảng giải, chỉ biên chép Kinh Pháp Hoa mà có công đức như thế, hà huống là thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, nghĩ nhớ chân chánh, giải thích nghĩa lý trong kinh theo như lời trong kinh nói mà tu hành. Công đức đắc được càng không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Kinh Văn, nếu có người thọ trì đọc tụng giải nghĩa lý trong kinh, thì sau khi người đó chết đi sẽ được ngàn vị Phật duỗi tay rờ đầu, khiến cho họ chẳng sợ hãi, chẳng đọa vào ba đường ác, bèn được giảng sinh về cõi trời Đâu Xuất, chỗ của Bồ Tát Di Lặc. Giảng giải, nếu như có người hay thọ trì đọc tụng giải nói nghĩa lý của kinh này, thì người đó sau khi mạng chung sẽ được ngàn vị Phật duỗi tay rờ đầu thọ ký, khiến cho họ chẳng sinh tâm sợ hãi, khiến cho họ chẳng đọa lạc vào bốn đường ác, lập tức được sinh về cõi trời Đâu Xuất nội diện, chỗ của Bồ Tát Di Lặc.
Nội viện này là chỗ ở của các đại Bồ Tát bổ xứ thành Phật sau này, còn ngoại viện là chỗ của chư thiên ở. Kinh văn: Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng, có các chúng đại Bồ Tát cùng vây quanh, lại có trăm ngàn vạn ức thiên nữ và quyến thuộc cùng sinh ở trong đó, có các công đức lợi ích như thế. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc tên là A Dật Đa, Di Lặc dịch là Từ Thị, A Dật Đa dịch Vô Năng Thắng. Ngài là đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Hiện tại Ngài đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, vì chúng sinh thuyết pháp Ngài có đủ 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp, còn có chúng đại Bồ Tát vây quanh, lại có trăm ngàn vạn ức thiên nữ làm quyến thuộc sinh ở trong nội viện, có công đức lợi ích như thế. Kinh văn: Do đó người có trí nên một lòng biên chép kinh Pháp Hoa, hoặc khiến người biên chép thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh theo như lời nói trong kinh mà tu hành. Giảng giải: Vì vậy cho nên người có trí nên một lòng chuyên tâm biên chép kinh Pháp Hoa. Nếu mình không thể biên chép thì khiến người khác biên thế, thì có công đức đồng nhau. Thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh theo như lời nói trong kinh mà tu hành thì chắc chắn có vô lượng công đức. Kinh văn: Đức Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông để bảo hộ kinh này, sau khi Như Lai diệt độ sẽ rộng truyền bá kinh này ở trong cõi Diêm Phù Đề, khiến cho chẳng đoạn tuyệt. Giảng giải: Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Đức Thế Tôn, hiện tại con dùng sức thần thông để bảo hộ giữ gìn kinh Pháp Hoa, sau khi Như Lai diệt độ sẽ rộng truyền bá kinh Pháp Hoa này khắp cõi Diêm Phù Đề, chẳng khiến cho đoạn tuyệt. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen rằng: lành thay Phổ Hiền, ông hộ trì giúp kinh này, khiến cho hết thảy chúng sinh được lợi ích an lạc. Ông đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, lòng từ bi sâu rộng. Từ lâu xa đến nay, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hay phát nguyện thần thông đó, bảo hộ kinh này, ta sẽ dùng sức thần thông bảo hộ người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Giảng giải: Lúc đó Đức Phật Thích Ca khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền nói: lành thay, Phổ Hiền, ông phát tâm bảo hộ trợ giúp kinh Pháp Hoa lưu truyền lâu dài trong thế gian, khiến cho chúng sinh thọ trì kinh Pháp Hoa đều được an lạc, đắc được lợi ích. Ông đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn. Tâm đại từ bi của ông cũng không thể nghĩ bàn. Ông từ lâu xa đến nay phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà hay phát nguyện thần thông đó, bảo hộ kinh Pháp Hoa công đức vô lượng. Ta sẽ dùng sức thần thông bảo hộ tất cả bất cứ ai thọ trì danh hiệu Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho họ đắc được công đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, thì nên biết người đó tức thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni như từ miệng của Đức Phật được nghe kinh điển này. Nên biết người đó cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên biết người đó được Phật khen lành thay. Nên biết người đó được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tay rờ đầu. Nên biết người đó được Phật Thích Ca Mâu Ni lấy y trùm cho. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: Phổ Hiền, nếu như có người thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa, thì nên biết người đó thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni như từ miệng của Phật nói, nghe được bộ kinh này. Nên biết người đó thân tự cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên biết người đó được Phật khen ngợi: lành thay, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nên biết người đó được Phật Thích Ca lấy tay rờ đầu thọ ký. Nên biết người đó được Phật Thích Ca lấy y của Phật trùm cho. Kinh văn: Người như thế chẳng còn tham trước sự vui của thế gian.
chẳng thích xem nghe kinh sách của ngoại đạo nữa, cũng chẳng ưa gần gũi những người đó và những kẻ ác như đồ tể, kẻ giết loài súc vật, heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc người buôn bán nữ sắc. Giảng giải, người như thế chẳng còn tham luyến sự vui của thế gian nữa, chẳng thích đọc sách vở ngoại đạo, cũng chẳng xem sách vở của ngoại đạo, chẳng gần gũi kẻ ngoại đạo, cũng chẳng gần gũi những kẻ ác như đồ tể, người nuôi súc vật, heo, dê, gà, chó, thợ săn, buôn bán sắc đẹp, đều phải xa lìa, không thể làm bạn với họ, bằng không thì bị nhiễm lây, sẽ bị họ hại. Kinh văn: người đó tâm ý chất trực, có sự nghĩ nhớ chân chánh, có phước đức. Người đó chẳng bị ba độc làm não hại, cũng chẳng bị đố kỵ, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ hay tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Giảng giải: người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, chẳng tham sự vui năm dục của thế gian, chẳng ưa thích đọc sách vở của ngoại đạo, chẳng gần gũi với kẻ ác. Tâm của người đó rất chất trực, chẳng có tâm quanh co, có sự nghĩ nhớ chân chánh, có phước đức. Người đó chẳng bị tham sân si ba độc não hại, cũng chẳng bị đố kỵ, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít dục vọng, mọi việc đều biết đủ, do đó biết đủ thì an vui, hay tu hành hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh văn: Phổ Hiền, nếu sau khi Như Lai vào Niết Bàn, 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì nên nghĩ rằng người đó chẳng bao lâu sẽ ngồi ở đạo tràng, phá các quân ma, được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chuyển bánh xe Pháp, đánh trống Pháp, thổi loa Pháp, mưa Pháp vũ, sẽ ngồi trên Pháp tòa sư tử, ở trong đại chúng trời người. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi một tiếng Phổ Hiền, nếu sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có vị Pháp sư thấy được người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì nên nghĩ như vậy: vị Pháp sư đó chẳng bao lâu tương lai sẽ ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, phá tan tất cả thiên ma ngoại đạo, chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chuyển bánh xe Pháp, đánh trống Pháp, thổi loa Pháp, mưa Pháp vũ. Vị Pháp sư đó sẽ ngồi trên Pháp tòa sư tử, ở trong đại chúng trời người, thọ trời người cúng dường cung kính lễ bái thuyết Pháp độ sanh. Kinh văn: Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh này, thì người đó chẳng còn tham trước y phục, đồ nằm, thức ăn uống, các vật chất, có nguyện cầu những gì thảy đều thành tựu, cũng ở trong hiện đời đắc được phước báo. Giảng giải: Phổ Hiền, nếu như ở đời sau này có người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì chẳng còn tham cầu y phục, đồ nằm, ăn uống và tất cả mọi vật chất, những gì người đó nguyện cầu được thành tựu. Tại sao? Vì chẳng tham trước. Chẳng tham trước, có nguyện cầu gì thì sẽ thành tựu. Nếu tham trước thì dù có cầu gì cũng chẳng thành tựu. Người đó ở trong hiện đời đắc được phước báo. Kinh văn: Nếu có người khinh khi phỉ báng nói, ông là người cuồng, làm những việc vô ích chẳng có đắc được gì cả, tội báo như thế đời đời sẽ không có mắt. Giảng giải: Nếu như có người khinh khi phỉ báng người thọ trì kinh Pháp Hoa, nói như vậy: ông là người cuồng, ông làm việc đó có ích gì, chỉ là lãng phí thời gian, chẳng có được gì cả. Nếu như người đó phê bình ác ý như thế thì tội báo của người đó đời đời kiếp kiếp chẳng có mắt, thành người mù vĩnh viễn chẳng thấy ánh sáng. Kinh văn: Nếu có người cúng dường khen ngợi thì hiện đời sẽ đắc được quả báo lành. Giảng giải: Nếu như có người hay cúng dường vị Pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, khen ngợi vị Pháp sư đọc tụng giải nói kinh Pháp Hoa, thì người đó hiện đời đắc được quả báo lành. Kinh văn: Nếu lại có người thấy người thọ trì kinh này sinh tâm gây tội lỗi, hoặc thật hoặc không thật, thì người đó hiện đời mắc bệnh bạch lại. Giảng giải:
Nếu như có người nhìn thấy người thọ trì kinh Pháp Hoa mà sinh tâm quỷ báng nói như vậy, tên ác ôn này cầm sâu chuỗi, mạo xưng là người thiện, đừng bao giờ tin ông ta. Ông ta trước kia đã làm nhiều chuyện ác, giết người, phóng lửa, tội cực ác. Bây giờ lương tâm phát hiện, đọc tụng kinh để tiêu trừ tội lỗi, đó chẳng phải là chân tu hành, chỉ là trốn tránh hiện thực. Chẳng màng làm việc đó thật, hoặc là hư vọng chẳng thật, thì người đó trong không sinh có, tạo lời bịa đặt sinh không, ở trong hiện đời bị mắc bệnh bạch lại, tức cũng là bệnh về da. Các vị nhìn xem, những người bệnh đó chẳng cần hỏi mà cũng có thể biết, họ kiếp trước hoặc đời này từng phỉ báng người đọc tụng kinh Pháp Hoa, cho nên mới bị quả báo như thế. Kinh văn: nếu khinh khi cười người thọ trì kinh Pháp Hoa, thì đời đời răng sẽ thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong queo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ nhọt, máu mủ hôi bám, bụng phình hơi ngắn, các chứng bệnh ác nặng. Giảng giải: nếu như có người nhìn thấy người thọ trì kinh Pháp Hoa, chẳng nói mà khinh cười, trong tâm nghĩ, người này mê tín, tụng kinh lạy kinh có ích gì, thật là lãng phí thời gian, hành vi của người ngu. Nên biết người đó đời đời kiếp kiếp răng chẳng những thưa thớt mà còn thiếu hụt, môi của họ xấu xí vô cùng, mũi của họ xẹp lép, hai lỗ chầu trời thật là khó coi, tay chân của họ cong queo chẳng thẳng, hành động khó khăn, mắt của họ lé chẳng ngay, hoặc là hình tam giác. Phàm là người mắc như thế, hay thích nói lời giả dối, quỷ kế đa đoan, thân thể của họ hôi hám dơ giấy, ung nhọt lở loét, máu mủ chảy ra hôi hám vô cùng, bụng phình như trống, hơi thì ngắn. Những bệnh nặng ác tính như thế, chẳng cách gì chữa được, đó là nghiệp chướng sở cảm. Kinh văn: do đó Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này thì nên đứng dậy ra xa nghinh tiếp như cung kính Phật. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vì nhân duyên đó, Phổ Hiền, nếu có người thấy vị Pháp Sư thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc là cư sĩ, thì nên lập tức đứng dậy ra xa nghinh tiếp vị Pháp Sư đó, giống như cung kính Phật. Kinh văn: khi Đức Phật nói phẩm Phổ Hiền khuyến phát này, thì có vô lượng vô biên Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, đắc được ngàn vạn ức toàn Đà La Ni. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, như 3.000 đại thiên thế giới đầy đủ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền. Giảng giải: khi Đức Phật nói phẩm khuyến phát của Bồ Tát Phổ Hiền, thì có vô lượng vô biên Bồ Tát nhiều như số cát sông Hồng, đều đắc được 100.000 vạn ức toàn Đà La Ni. Lại có các Bồ Tát nhiều như hạt bụi của 3.000 đại thiên thế giới đều đầy đủ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền thực hành, tức cũng là 10 đại nguyện dương. 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quảng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuận chúng sinh. 10. Phổ giai hồi hướng. Kinh văn: khi Đức Phật nói kinh này thì Bồ Tát Phổ Hiền và hết thảy các Bồ Tát, Ngài Xá Lợi Phất và các hàng thanh văn cùng trời, rồng, người và chẳng phải người, tất cả đại hội, thảy đều đại hoan hỷ, thọ trì lời của Đức Phật nói, làm lễ rồi lui ra. Giảng giải: khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong kinh Pháp Hoa, thì Bồ Tát Phổ Hiền và các đại Bồ Tát, Tôn giả Xá Lợi Phất và các đại thanh văn, cùng với trời rồng tám bộ chúng, người và chẳng phải người, tất cả đại chúng trong đại hội thảy đều hoan hỷ, thọ trì lời của Phật nói, y pháp tu hành. Sau khi nghe xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đại chúng đảnh lễ Đức Phật, cảm tạ Đức Phật, sau đó đều trở về chỗ của mình ở. Bộ kinh Pháp Hoa này bắt đầu giảng từ ngày 10 tháng 1 năm 1970, giảng đến nay là ngày 9 tháng 4 năm 1971, đã viên mãn. Đây là pháp hội đầu tiên ở Tây Phương
giảng kinh dài như thế. Hy vọng các vị học bộ kinh này để đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh, chuyển đài pháp luân, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp ích của kinh Pháp Hoa. Các vị phải gánh vác trách nhiệm tột Phật huệ mạng, khiến cho Phật giáo phát dương quang đại, khiến cho ai ai cũng đắc được pháp hỷ sung mãn, tức công đức vô lượng vậy. Hết tập 5 trọn bộ. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, số cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.vn. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề.